các phố DD mới trong bịch. Mới trong bịch thì coi đâu quảng cáo, không có gì quảng cáo hết. Mới trong bịch Vinh Gia Bang 10 triệu. Nghe 10 triệu. Ok. 10 triệu anh em. Vậy thôi. Đâu có gì đâu quảng cáo. Dành cho anh em nào lên xe cọp. Xe cọp thiệt cọp. Đó, thì lên, không có gì đâu. Còn nếu anh em nào muốn hàng tháo xe cho nó rẻ một chút thì mình cũng có một cặp phuộc DD đẹp như vậy luôn. 4,5 triệu. Giờ mình phải tháo từng cái là chính gia, tại vì cái phuộc DD tháo xe thông thường nó cũ nứt lò xo hư nhúng không ăn các kiểu. Đây, mình tháo hết ra luôn rồi các bạn. Kiểm tra từng cái một. Đó, ống inox đẹp, chân đẹp. Nói chung là siêu đẹp. Dành cho anh em nào dọn xe cột 4,5 triệu. Còn anh em nào mà khó tính, mà kiểu khó, mà khó kiểu giống như mấy ông bà già phong kiến, chơi luôn cặp này. Vinh là nhựa đúc các bạn. Nhựa đúc nha. Nhựa màu nha. Này nó cũng nhựa màu luôn nè. Hơn nhau là cái này là đẹp 100%, này cái kia là đẹp 95%. Cặp này 10 triệu. Còn cặp kia 4,5 triệu. Ok, mới trong bịch, không có gì quảng cáo hết, thích chơi thích thôi à. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp mình shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cà phô này dành cho anh em nào lên con xe từ 100 cho tới 200 triệu thì lên cà phô này. 100 cho tới 200 triệu lên cà phô này cũng ok luôn nha. Còn nếu anh em nào thật sự mà siêu khó tính thì lên cà phô này. Khỏi thắc mắc. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cúp nha.